Đây. Ok, xin chào các em đã trở lại với kênh Duy Khải này. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi đồ của Khải cho anh em xem. Hôm nay là được top 1 tấm kia em nam. Với 221 mạng và giết 22 NPC thì Khải không có giết đâu em, Khải đánh chúng bảy bảy chúng và tử vong 23 lần. Hàng tử vong anh em thấy đường môn mà Khải đánh vừa đấm nó chạy nè. Nên tử vong 23 lần Khải thấy khá là hài lòng rồi. Chết mới 23 lần thôi. Và liên chạm 45. Nói chung là liên chạm hôm nay cũng được top 1 liên chạm luôn. Và cho anh em xem xét đồ của Khải một lần nữa nha. Nói chung là cũng có khá nhiều anh em tầm này cứ hỏi xét đồ. Đây anh em. Đây nón lá đẹp trai, anh em thấy đẹp trai cho phi dân nè. Rồi cho anh em xem xét đồ lại một lần nữa nha. Nón này thì Khải vừa ép mắt pin đây mà. Nón này Khải ép mắt pin 240. Anh em có thể xem video trước anh em cũng biết. Tiếp tục đó là một cái áo. Cái áo này thì Khải không có thủy tinh nhiều. Nên là Khải dùng khẳng bằng Khải chỉ bỏ một cục thủy tinh thôi. Nên là nó xích cả 20 thôi nè. Đó, số đồ tấm 1, ok Lâm Vương ơi. Đây, áo này thì cũng khá là đẹp rồi em. Khải thì kháng băng thì tầm này là Khải thấy ổn rồi, không cần nhiều em mà. Được mắt thì càng tốt, nói chung là sau này có thêm phỉ thủy tinh thì Khải sẽ ép mắt lại sâu nè. Rồi tiếp tục món tiếp theo, đó là đôi giày. Đôi giày này Khải cũng bỏ cái hai cục thủy tinh rồi nè, nên là kháng họ hôm 2 thôi. Chung là Khải thì lấy kháng họ với dòng sinh lực thôi, dùng chó không kích được. Tại vì Khải đi theo cái nón phòng thủ làm chậm rồi. Đó, do dùng mộng thì đỡ kích cái dòng làm chậm này nè, đó, đường môn mà. Hiện tại Khải đang sở hữu 160 làm chậm như nè, 40 làm chậm nè, 40 làm chậm nè, 40 làm chậm từ Đai Lân. Và hiện tại Khải đang mua phô Đai Lân, Khải đã khải ép phần thủ lý nha nè. Và ngập bò làm chậm, đó, ok chưa? Ok chưa? Rồi, 160 làm chậm. Và đang bao tay phần thủ dòng 1, nhưng bao tay là khải ép xịt nè mà. Khải ép xịt, má ép tốn mớ thị tinh luôn, 6 dương thị tinh là vẫn xịt nè. Phạm chất 8, 6 dương thị tinh hiện tình 3 vẫn xịt. Rồi, nhẫn thì Khải mang nhẫn chón dòng 1 là Khải đang tốn kim. Đó, Khải mang 40 chón thôi nè. Chứ nếu mà anh em không mang chó thì không đánh tốn kim được, tại vì dính chó là chết, dính chó là chết anh em. Đó, nói chung là con phi dân nữa. Con phi dân thì Khải đấu anh em cũng biết rồi, trị giá của game server này là con phi dân công thành chiến này, là con đầu tiên server thì được Adder bảo hộ 5 triệu Việt Nam đồng anh em. Đó, 5 triệu Việt Nam đồng. Và cái nỏ này thì đầu server thì Khải cũng tranh ra nên Khải hóng về cái nỏ rồi. Cái nỏ này nỏ tốn kim anh em, còn nỏ này bơ ca anh em. Nỏ này nỏ bơ ca thì đây, nỏ bơ ca đây, Khải mang nỏ bơ ca cho anh em xem. Thì cái nỏ bơ ca này nó khác một chỗ là đi bơ ca ngồi thì Khải sẽ mang, hoặc là liên đấu Khải sẽ mang anh em nha anh em. Đây còn đỡ mà trong tống kim thì không nên mang nha, tống kim thì sát thương nó thấp quá không nên mang. Ok, Khải sẽ mang nỏ bơ ca vô, Khải mang ép sức mạnh lên khả năng mà nỏ bơ ca vô đó. Hiện tại Khải đi chơi bơ ca ngồi đi boss tiểu này nọ thì mang cái đó. Tống kim thì Khải mang 160 chậm, còn ngồi thì Khải mang 120 thôi nè. 120 chậm là mang full kháng họ rồi. Ok, tiếp tục đây anh em. Giá trị 13 như cũ, nhẫn Khải mang kháng hỏa để đi liên đấu nè. Nhẫn chậm nè, ngập bội Khải mang được kích thân pháp từ đại lưng để lấy thêm sinh lực nội lực. Đó. Thì lực tay bên bơ ca ngồi thì Khải được 4 canh 5 cho. Đấy anh em. Đó vậy thôi. Xếp đồ thì cũng được cái nón này. Nón này Khải ép hơn 1 triệu nè, hơn 1 triệu nè. Nón này thì hơn 10 triệu. Nói chung là đầu sẽ vào trả 10 triệu Khải không bán rồi nè. Rồi phi dân là 5 triệu. Hai món này không 1 triệu nữa đi. Thì chi phí hết Khải ép nón nè. Rồi áo, giày là hết khoảng hơn gần 3 triệu. Gần 3 triệu đi. Gần 3 triệu, 2 triệu rưỡi gần 3 triệu đi. Và nó này 10 triệu, 12 triệu mấy. Nói chung là 5 triệu nữa. Nói chung là tổng xếp đồ Khải khoảng tầm gia truyền Khải hơn 1 triệu rưỡi nữa nè. Thì tổng xếp đồ Khải hơn 20 triệu nè. Tầm 20 triệu. Tầm 20 triệu quay đâu. Đó. Nhẫn này thì Khải mua Khải hồi lúc trước Khải mua 5 kim. Tầm này Khải vừa sang ra. Đây lưng này mua 1 kim rưỡi thôi. Cái bò này mua 1 kim. Nói chung một kia mà server này không 70k vì đồng thế đâu. Anh em xem video cho một like chia sẻ nè em ơi. Đừng quên ủng hộ một like chia sẻ ủng hộ nha. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay được tấm 1 tấm kim nên là anh em ủng hộ mạnh nha em. Khải sẽ cố gắng đánh tấm kim anh em xem.